熟食的呢，我都多喜欢。你也挺好干cũng như việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Việt Nam nói chung và của những dân tộc trên đất nước Việt Nam nói riêng. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách, dân tộc Lự thuộc một trong những dân tộc rất ít người của tỉnh Lai Châu nói riêng và của đất nước nói chung. Người Lự cư trú thành cộng đồng tại bản tương đối tập trung và biệt lập ở vùng thấp ven chân núi, các thôn trung nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Người Lự cư trú tại 17 bản thuộc 4 xã của hai huyện Kỳ Hồ, Tam Đường. Tại huyện Tam Đường, đồng bào dân tộc Lự tập trung chủ yếu tại xã Bản Hòn và một bản của xã Bình Lư với dân số trên 2.900 người và chiếm 5,1% tổng dân số trong toàn huyện. Với đời sống văn hóa, tinh thần phong phú và đa dạng, mang những nét đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc Lự. Đối với đồng bào dân tộc Lự, không chỉ kiên cường trong đấu tranh mà họ còn cần cù chịu khó, sáng tạo, có tính tự chủ cao trong lao động sản xuất. Họ biết thâm canh, tăng vụ, biết kết hợp sản xuất với khai thác tự nhiên, mở mang nhà nghề, biết phát triển, duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống. Qua đó đã tạo ra được những nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Lự như nghề dệt thổ cẩm, các sản phẩm mai che đan. Trải qua thăng trầm của lịch sử, bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, đối mặt với nhiều nguy cơ, dân tộc Lự trên địa bàn xã Bản Hòn vẫn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc như nghề dệt thổ cẩm, tục lệ răng đen, những điệu xòe, những điệu múa, điệu xòe, làn điệu dân ca, dân vũ xen lẫn cùng tiếng sáo mẹ, sáo con, trầm bổng và đặc biệt lễ hội thú con vài, căm ngườm chim thỏ máy, mang những nét đặc trưng của dân tộc Lự. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trải qua biết bao nhiêu thế hệ, từ đời này sang đời khác, đồng bào dân tộc Lự trên địa bàn luôn giữ gìn, phát huy truyền thống tốt, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, truyền dạy, nhắc nhở con cháu, biết giữ gìn những giá trị tốt đẹp truyền thống và cha ông để lại, phải biết thể hiện lòng biết ơn, ghi nhận và tôn trọng những gì tốt đẹp mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta. Những giá trị tốt đẹp như ngày hôm nay, phải biết ơn, ghi nhận và trân trọng những đã giúp đỡ ta trong cuộc sống và trân trọng những điều cao quý đó. Ngay cả đối mặt với những loài vật, đó là những yếu tố nguồn gốc để hình thành và tạo nên lễ hội thú con vài. Sau mỗi một vụ vất vả đồng hành cùng với gia chủ để lao động sản xuất cày bờ dưới đất nhằm tạo ra mùa màng bội thu, các gia chủ tiến hành lễ xuống con thoài cúng hồn trâu nhằm cảm ơn loài vật này nỗ lực vất vả đồng hành cùng người dân lao động sản xuất để mang lại những vụ mùa. Đến với lễ hội hôm nay, các quý vị đại biểu, du khách thập phương và bà con nhân dân sẽ được chứng kiến tái hiện lại lễ hội thú con vài cúng hồn trâu do các thầy cúng trên địa bàn thể hiện và thưởng thức một chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc, chương trình thi ẩm thực đồ chơi và tham gia thi đấu các môn thể thao như kéo co, đẩy gậy, cũng còn đặc biệt là lễ hội. Hôm nay các quý vị đại biểu, du khách thập phương sẽ được chứng kiến tái hiện các công đoạn nghề dệt thổ cẩm, đan lát và các trò chơi dân gian của người Lự trên địa bàn, chứng kiến việc tạo các sản phẩm mà cộng đồng dân tộc Lự mang lại trên mình
với những bộ trang phục truyền thống, với những tinh xảo nụ cười tươi thắm, với anh bộ đăng đen, những cô gái bình thường trên chuyện trẻ ít trong tình hết trong thông. Chính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được quan tâm chú trọng. Trong những năm qua, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền các cấp, những nét đẹp